Thưa quý vị, tiếp tục tường thuật quý vị về phiên tòa xử vụ án Minh Béo thì sáng sớm ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5, chúng tôi lại có mặt tại tòa West Justice thuộc thành phố Westminster, trung tâm của Little Sài Gòn, tiểu bang California. Thì sáng sớm ngày hôm nay, theo dự trù thì công tố viên và cũng như là luật sư người Mỹ gốc Nhật Mia Yamamoto đại diện cho Minh Béo sẽ xuất hiện trước tòa và sẽ yêu cầu tòa những vấn đề liên quan đến tiền bail cho Minh Béo tại ngoại hầu tra và cũng như là sẽ điều đình về cái ngày xét xử sắp đến. Theo tin tức mà chúng tôi có được đó thì là bà luật sư người Mỹ gốc Nhật Mia Yamamoto phải nói là rất là kín tiếng kể từ ngày bà thay cho luật sư Đỗ Phủ để mà nhận bào chữa cho Minh Béo cho đến bây giờ thì hầu như là giới truyền thông báo chí đều không có khai thác được bất cứ một cái tin tức gì từ bà hết. Những cái câu hỏi mà giới truyền thông báo chí đưa ra bà đều né tránh trả lời và thay vào đó là những cái lời chúc cuối tuần vui vẻ. Cũng cần phải nói thêm là hầu hết những cái phiên tòa mà xử Minh Béo đều diễn ra vào cái ngày cuối tuần là ngày thứ 6 và thường thường là ngày thứ 7 chủ nhật thì tòa không có làm việc. Thành thử ra là bà luôn luôn là gửi cái lời chúc cuối tuần vui vẻ đến giới truyền thông báo chí. Nhưng mà riêng nói chuyện với một số vị luật sư đó thì chúng tôi được biết rằng là bà cũng là một người rất là cởi mở. Tuy nhiên bà đã nói rằng là bà sẽ không đề cập vấn đề gì liên quan đến vụ án Minh Béo mà hết. Chúng ta có thể hỏi bà những cái câu khác ở ngoài lề hay là chúng ta có thể hỏi về cái quá trình bà đã từng tham gia vào cái cuộc chiến ở Việt Nam thì bà rất là vui vẻ trả lời. Tuy nhiên là đối với những cái câu hỏi mà liên quan đến vụ án Minh Béo thì hầu như bà không có trả lời gì hết cả. You think that this is a difficult case? Have a nice weekend and I want you to root for the Dodgers. The only team you root for, definitely do not root for the Giants. I know. The Giants are evil. I see. Cái điều mà mọi người thắc mắc đó là bà luật sư này đó là hoàn toàn không có liên lạc gì với lại gia đình của Minh Béo, kể cả những người thân cận nhất như là mẹ hoặc là anh trai hoặc là cháu trai của Minh Béo hết cả, mà chỉ liên lạc với một cái người mà cho đến giờ này mà giới truyền thông báo chí gọi là một cái người bí mật để mà làm cái việc mà bào chữa cho Minh Béo mà thôi. Và chúng tôi được biết rằng thì là cho đến giờ thời điểm này thì là mẹ cũng như là cháu trai của Minh Béo đã có mặt tại Mỹ cùng với anh Kiên, tức là anh trai của Minh Béo đã có mặt từ cái phiên tòa xử đầu tiên này. Mr. Hong, you have the right to have your preliminary hearing held within 60 calendar days of the date that you've entered your plea of not guilty. If we set this matter for pre-trial conference, is that right? Pre-trial conference? For June 29th, we'll not only be vacating the June 10th preliminary hearing, but we'll be going beyond the 60-day time limitation within which to bring it a preliminary hearing. We can only do that if you approve. Do you approve? Then you are ordered to be present in this courtroom for pretrial conference only, June 29th, 2016, 9 o'clock. And if the matter isn't resolved on June 29th and it becomes necessary to select a new preliminary hearing date, a date will be chosen which will be within a reasonable period of time of June 29th. Is that acceptable? Thank you. Như vậy thưa quý vị, sau khi Minh Béo xuất hiện thì quan tòa cũng và cũng như là luật sư và công tố viên đã thỏa thuận về cái ngày xử kế tiếp, đó là ngày 29 tháng 6 lúc 9 giờ sáng cũng tại phòng số W12 tòa án West Justice thuộc thành phố Westminster. Theo chúng tôi quan sát thấy đó thì là Minh Béo ra tòa ngày hôm nay thì anh có hơi đen một chút xíu và cũng như là ốm đi rất là nhiều. Phải nói là nhìn rất là khác với lại Minh Béo mà chúng ta thấy trước đây. Và khi mà nói chuyện với luật sư cũng như là người phiên dịch thì chúng tôi thấy ngày hôm nay Minh Béo đã phải nói là có một cái nụ cười rất là tươi và cho thấy rằng là tinh thần anh cũng đã lên và cũng như là anh rất là lạc quan vào những cái phiên tòa sắp tới. Và một lần nữa, ngày ra tòa sắp tới của Minh Béo đó là ngày 29 tháng 6 lúc 9 giờ sáng cũng tại tòa án Westminster ngay trung tâm của vùng Little Sài Gòn, tiểu bang California. Béo đã diễn ra trong một chiều cầu khoảng 3 phút đồng hồ và không có một sự gì thay đổi, và ông chánh án Derek Johnson đã bằng lòng để lại ngày pre-trial diễn ra vào ngày 29 tháng 6 năm 2016. Tiếp viên dịch trong phiên tòa, chúng tôi thấy hình ảnh của bà luật sư Mia Yamamoto sáng nay cũng có mặt ở đây và tất cả những cái sự kiện xảy ra. How about the 29 June is a pre-trial again?
Yes, sir. Okay. Yes, ma'am. Sorry. So what? How about the your client? You know the health. He okay? Did he mention anything? He got a problem in the jail? I wish you good luck on your article. Yeah. I hope you do well. Yes. I want to make sure that you get plenty of credit for being here and working hard. Yeah. Kính thưa quý vị, đây là bà Mia Yamamoto, một trong những người luật sư hiện nay đang đảm nhiệm vai trò biện hộ cho anh Minh Béo. Và không có sự kiện gì thay đổi vào ngày 29 tới đây sẽ là ngày pre-trial 29 tháng 6. Thank you. Have a good day. You too. You take care now. Phiên tòa ngày hôm nay thì chúng tôi thấy có những người bạn trẻ người Việt Nam cũng đến tham dự, thì cảm nghĩ của chị như thế nào? Lần đầu tiên thì muốn hỏi chị là chị thấy Minh Béo ngày hôm nay ra sao? Thấy Minh Béo thì có ốm hơn nhưng mà sức khỏe thì vẫn bình thường. Thì nghe tòa ông Church nói là sẽ đổi lại cái phiên tòa là vào ngày 29 tháng 6. Wow, còn chị cảm nghĩ như thế nào? Dạ, thấy lần đầu tiên em cũng tới đây thôi, cho nên là cũng, dạ. Rồi, còn bạn trai này thì sao? Hôm nay là cũng là lần đầu tiên phiên tòa em tới coi, thì thấy Minh Béo cũng thích mặt cũng hơi buồn và cũng, dạ. Mập ốm thế nào? Anh thấy Minh Béo so với anh thấy trước đây? Ốm hơn nhiều, dạ. Ốm hơn nhiều lắm dạ, phải không? Dạ, đúng. Và ngày 29 tháng 6 sắp tới thì cái phiên tòa kế tiếp sẽ được diễn ra cũng tại địa điểm này. Thì các bạn sẽ dự định đi đến thăm một lần nữa không? Dạ chắc chắn em tới. Dạ. Được biết là chị đây đã tham dự rất là nhiều các cái phiên tòa mà có sự xuất hiện của Minh Béo đó. Thì cho đến giờ phút này thì chị sẽ có một cái gì đó hay là chị nghe dư luận đoán rằng thì là cái phiên tòa này sẽ diễn ra như thế nào? Minh Béo có cơ hội nào để mà bớt tội hay là giảm tội hay là không? Hoặc là có cơ hội để mà có tiền bail bond mà thoát ra được khỏi tù không thưa chị? Thì Amy cũng làm cho tòa, thì Amy cũng muốn coi cũng như là cái justice nó xử như thế nào. Thì giống như em nói vậy đó, thì nếu mà em muốn coi cái sự thật nó như thế nào vậy thôi. Dạ, cảm ơn. Cũng như là I believe justice. Chị nói chị tin vào công lý phải không ạ? Sẽ theo dõi cái phiên tòa này nó sẽ diễn ra như thế nào. Thế đây là những người bạn trẻ mà chúng tôi gặp sáng hôm nay tại phiên tòa Minh Béo tại thành phố Westminster. Và một cái điều mà chúng tôi cũng muốn nói thêm đó là trong cái ngày hôm nay thì mọi người đều nghĩ rằng là bà luật sư sẽ có thể là xin quan tòa để mà giảm tiền bail cho Minh Béo và từ đó giúp cho Minh Béo tại ngoại hầu tra. Cũng cần phải nhắc lại thêm là Minh Béo hiện giờ đang bị áp đặt một cái tiền bail lên đến là $1 triệu, một số tiền khá là lớn, và các luật sư luôn luôn cố gắng để mà giảm cái tiền bail đó xuống. Mà thường thường cái tội này theo luật sư Đỗ Phủ nói trước đây đó là tiền bail khoảng $100,000 mà thôi. Thì nếu mà $100,000 Minh Béo chỉ cần khoảng 10,000, tức là 10% của số tiền đó là Minh Béo có thể tại ngoại hầu tra rồi. Tuy nhiên cái điều mà ở đây ngày hôm nay mà luật sư không có xin quan tòa để mà giảm tiền tại ngoại hầu tra là lý do chúng tôi được tìm hiểu từ các vị luật sư cho biết rằng trong cái ngày xử đầu tiên Minh Béo ra tòa ngày đầu tiên ở Sanana thì luật sư Đỗ Phủ đã đề nghị xin giảm tiền bail xuống rồi, và quan tòa lúc bấy giờ là không có đồng ý và vẫn giữ nguyên cái mức tiền bail đó là $1 triệu. Thì ngày hôm nay bà Mia Yamamoto vào đây không thể nào mà xin quan tòa để mà xin giảm tiền bail được. Lý do rằng là nếu muốn xin giảm tiền bail một lần nữa thì phải có một cái lý do chính đáng, một lý do xác thực nào đó để cho quan tòa có thể chấp nhận, chứ không phải là mỗi lần ra tòa là mỗi lần xin giảm tiền bail. Cái đó là chúng ta đã tìm hiểu được. Như vậy quý vị thấy là đó là lý do tại sao ngày hôm nay bà luật sư đại diện cho Minh Béo không thể nào đề nghị quan tòa để mà xin giảm tiền bail cho Minh Béo, vì luật sư Đỗ Phủ trước đây đại diện cho Minh Béo đã xin trong phiên tòa đầu tiên và tòa đã từ chối rồi. Bây giờ muốn xin một lần nữa thì phải có lý do chính đáng thì mới xin, chứ không phải, nhắc lại một lần nữa, không phải mỗi lần ra tòa là mỗi xin giảm tiền bail. Thành thử ra cái chuyện mà Minh Béo xin giảm tiền bail và chuyện mà Minh Béo tại ngoại hầu tra nó sẽ còn rất là lâu dài, mà chúng ta cũng sẽ chưa biết được rằng thì là sẽ có những cái tình tiết mới nó sẽ diễn ra là như thế nào. Thưa quý vị, như vậy là cho đến thời điểm này thì Minh Béo đã xuất hiện ở tòa đến tổng cộng là 3 lần. Nhưng mà tất cả những cái phiên tòa đó đều là những cái phiên ra để mà sắp xếp ngày giờ xét xử mà thôi. Chỉ riêng cái phiên tòa đầu tiên thì Minh Béo đã xác nhận là Minh Béo không có phạm tội. Và cũng chưa có cái phiên nào mà có sự đối chất thảo luận giữa đôi bên. Một bên là luật sư đại diện cho Minh Béo cũng như là một bên là công tố viên hết cả, để mà đưa ra những cái bằng chứng về cái việc mà giảm tội cho Minh Béo. Và theo tin tức mà chúng tôi ghi nhận được đó thì là bà luật sư của Minh Béo phải nói rất là lo lắng về cái chuyện mà
Minh Béo có thể đưa ra xử trước bồi thẩm đoàn. Mà nếu mà đưa ra trước xử bồi thẩm đoàn như vậy thì Minh Béo không có còn ngồi ở trong những cái lồng sắt như là chúng ta thấy trong cái thời gian xuất hiện ở tòa trong cái mấy lần vừa qua nữa, mà Minh Béo sẽ được ngồi ra phía ngoài. Và chúng tôi luôn luôn là đang mong chờ cái chuyện mà điều đình giữa luật sư công tố viên để mà giảm tội Minh Béo như thế nào, cái việc Minh Béo có, bà luật sư có đưa ra được một lý do nào mới để mà xin giảm tiền tại ngoại hầu tra để mà Minh Béo có thể ra ngoài hầu tòa hay là không. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những cái phiên tòa sắp đến, đặc biệt là cái phiên tòa ngày 29 tháng 6 để tiếp tục cập nhật cho quý vị những cái tin tức mới nhất về vụ án Minh Béo.